Sơ giải và chú giải là gì, có nguồn gốc từ đâu thưa sư? Cái trong kinh á, thì chúng ta có ba loại, chúng ta có trong cái kinh nó có ba loại. Thứ nhất á, là cái mu lá, có nghĩa là cái chánh tạng. Mu lá là chánh tạng, bao gồm kinh luật A Tỳ Đàm ha. Cái thứ hai đó, ta có ba cái thứ hai là Ataka Tha đây. Tên của đây, Mu Lá là chánh tạng, bao gồm là kinh luật A Tỳ Đàm. Cái thứ hai là Ataka Tha, có nghĩa là chú giải. Cái thứ ba là Tika, có nghĩa là hậu chú giải. Thì ba này đó nghĩa là sao? Cái chánh tạng thì thôi sư không nói tới nữa. Đó là những cái lời dạy Đức Thế Tôn khi mà Ngài ở một cái nơi nào đó, một cái sự kiện nào đó, thì chư Tăng ghi nhớ lại cái lời dạy của Ngài. Nhưng mà do khi mà Đức Phật dạy như vậy đó, thì có những cái việc là nó phù hợp với cái người ở tại đó, họ hiểu. Nhưng mà khi về đó, thì những cái vị mà nghe lại có khi các vị đó không hiểu, thì các vị đó sẽ hỏi thầy của mình. Ví dụ như đệ tử Ngài Xá Lợi Phất thì sẽ hỏi Ngài Xá Lợi Phất là: thưa sư phụ, là con nghe Thế Tôn giảng như vậy đó, thì cái chỗ này nó có nghĩa là gì? Thì Ngài Xá Lợi Phất Ngài sẽ giảng giải rõ từng cái từ ngữ cái đó ra đó. Rồi đệ tử Ngài Mục Kiền Liên thì sẽ hỏi Ngài là: thưa sư phụ, là con nghe Thế Tôn giảng như vậy đấy mà con chưa có hiểu lắm cái từ này nghĩa là cái gì. Thì Ngài Mục Kiền Liên Ngài sẽ phân tích cái từ ngữ đó cho ra cho mà nghe. Thì những cái sự phân tích của chư hiền thánh tăng như vậy đó, cái sự phân tích giảng giải rộng ra ý nghĩa của một bài kinh, sau này chư tăng tập hợp lại và chúng ta gọi nó là Ataka Tha, có nghĩa là cái chú giải đó. Và ngay cả trong cái phần chú giải đó đó, thì những cái vị đệ tử của sau này nữa, thì các ngài có thể sẽ hỏi là: con nghe cái chỗ này là được chú giải như vậy, nhưng mà chỗ này con vẫn chưa có hiểu lắm. Thì các ngài sẽ phân tích rõ ra thêm là cái từ đó trong chú giải khi mà nói như vậy nó có nghĩa là gì. Đấy, thì chúng ta gọi sau này chúng ta gọi là Tika, có nghĩa là giải thích cho cái bộ Ataka Tha. Ataka Tha đó là giải thích cho cái Mu La. Đấy, cái Mu La. Đấy, về nguồn gốc đó thì như sư nói là thuộc về ban đầu đó, là thuộc về chư vị thánh tăng và các ngài diễn giải ra. Chứ còn một số người nói đó là cái chú giải là của Ngài Bút Thá Gô Xá thì nó không đúng. Nó không đúng. Ngài Bút Thá Gô Xá Ngài chỉ làm một việc, đó là Ngài dịch lại thôi, chứ còn không phải là Ngài tự Ngài chế ra mấy cái thứ đó. Chứ không phải là Ngài tự Ngài chế ra Ataka Tha và Tika, không phải. Ngài chỉ là người dịch lại thôi.